Gió thổi tuyết rơi. Gió thổi tuyết rơi. Ngươi và sinh mệnh như trời và đất. Cửu ưu nhai dẫn đến cửu ưu. Thí luyện cửu ưu nhai, người có năng lực mới có thể thông qua. Bùn không bị vấy bẩn, chắc chắn không phải quỷ. Không có lối tắt cho thí luyện, hãy mài chúa chính mình. Thí luyện cửu ưu nhai, người có năng lực mới có thể thông qua. Thế giới thật rộng lớn. Ta không hiểu sao lại tu hành ở nơi địa ngục này. Rất nhiều quy tắc ở nơi này. Đừng chạm vào ta, cha ta là hoàng đế. Đứa đệ tử này không thể, cần phải làm gì đó khi nhập thế. Cửu ưu nhai là nơi nguy hiểm. Ai trái lời đại dương đều phải chết. Bạch Ly luyện ta là đội ngũ mạnh nhất. Lừa đệ tử này không thể, cần phải làm gì đó khi nhập thế. Đàn ông thối bây giờ thích bắt nạt con gái. Thật thoải mái khi có đại ca. Không nên đến cửu u cấm địa. Mang đến cho mọi người khả năng mà họ không thể có. Hạ Nhất Minh ta sẽ không thua một ai. Thí luyện cửu ưu nhai, người có năng lực mới có thể thông qua. Cửu ưu nhai dẫn đến cửu ưu. Nhóm đệ tử này có thể giải phóng được sức mạnh của cửu linh. Người có muốn phi hành không? Thế giới thật rộng lớn. Người đến từ cửu ưu nhai đều rất mạnh. Vì trưởng lão sớm hay muộn cũng gặp vấn đề. Cơ quan cửu ưu cấm địa khai mở, có thể thương lượng với lão bất tử. Ngũ nhai chi thủ phải có sự xuất sắc của mình.
giải được phong ấn. Người đến từ cửu u nhai đều rất mạnh. Cuối cùng ta cũng đã quay lại. Khi ta thành thần, ta sẽ ban phước cho các người. Vài năm rồi, vị thiếu gia vẫn như vậy. Ta thực sự muốn tu hành. Chiến đấu trên chiến trường là chuyện nhỏ. Chấn Thiên Dương nhận ưu ái của Sở Hoàng, chúng ta có Ngô Đặng. Vài năm rồi, vị thiếu gia vẫn như vậy. Lam Dương là mặt tiền của Chu phủ bây giờ. Người phụ nữ luôn đối xử tốt với chúng tôi. Bà luôn coi chúng ta như một gia đình. Chúng ta phải làm cho mình trở nên thật mạnh mẽ. Thật là táo bạo. Lam Dương,
là mặt tiền của Chu phủ bây giờ. Chúng ta phải làm cho mình trở nên thật mạnh mẽ. Quyền lực là nền tảng của thế giới. Sở quốc thực sự là một nơi tốt. Sở quốc thực sự là nơi tốt. Khi ta thành thần, ta sẽ ban phước cho các ngươi. Yeah.
hãy tìm tỷ tỷ của ta. Nhớ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Sở quốc thực sự là nơi tốt. Quán quân là một thế hệ mới của sở quốc. Chiến đấu trên chiến trường là chuyện nhỏ. Ta vẫn thích tâm trạng này. Sở quốc là mạnh nhất. Thật tốt khi mà phụ hoàng đối xử với binh sĩ như vậy. Không ai dám đột nhập vào cung điện của chúng ta. Cách này bắt nạt quá nhiều.